Bài thương khó Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, theo Thánh Matthew. Khi ấy, một trong nhóm 12, tên là Judas Iscariot, đi gặp các thượng tế và nói với họ: Các ông cho tôi bao nhiêu? Tôi nộp người cho các ông. Họ liền ấn định cho 30 đồng bạc, và từ đó hắn tìm dịp thuận tiện để nộp người. Ngày thứ nhất tuần lễ ăn bánh không men, các môn đệ đến thưa Chúa Giêsu rằng: Thầy muốn chúng con sửa soạn cho thầy ăn lễ vượt qua ở đâu? Chúa Giêsu đáp: Các con hãy vào thành, đến với một người kia nói rằng: Thầy bảo giờ ta đã gần, ta sẽ mừng lễ vượt qua với các môn đệ tại nhà ông. Các môn đệ làm như Chúa Giêsu truyền và sửa soạn lễ vượt qua. Chiều đến, người ngồi bàn ăn với 12 môn đệ, và khi các ông đang ăn, người nói: Thầy nói thật với các con, có một người trong các con sẽ nộp thầy. Môn đệ rất buồn rầu và từng người bắt đầu hỏi người: Thưa thầy, có phải con không? Người trả lời rằng: Kẻ giơ tay cùng chấm vào dĩa với thầy, đó chính là kẻ nộp thầy. Thực ra con người sẽ ra đi như đã chép về người, nhưng khốn cho kẻ sẽ nộp con người, thà người đó đừng sinh ra thì hơn. Giuđa, kẻ phản bội, cũng thưa người rằng: Thưa thầy, có phải con chăng? Chúa đáp: Đúng như con nói. Vậy khi mọi người còn đang ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà phán: Các con hãy cầm lấy mà ăn, vì này là mình thầy. Đoạn người cầm lấy chén, tạ ơn, rồi trao cho các môn đệ mà phán: Tất cả các con hãy uống chén này, vì này là máu ta, máu tân ước sẽ đổ ra cho nhiều người được tha tội. Thầy bảo các con, từ nay thầy sẽ không còn uống chất nho này nữa cho đến ngày thầy sẽ uống rượu mới cùng các con trong nước cha thầy. Sau khi hát thánh vịnh, thầy trò liền lên núi Ô-liu. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo các ông: Tất cả các con sẽ vấp phạm vì thầy trong chính đêm nay, vì có lời chép rằng: Ta sẽ đánh chủ chăn và các chiên trong đoàn sẽ tan tác. Nhưng sau khi thầy sống lại, thầy sẽ đến xứ Galilea trước các con. Phêrô liền thưa: Dù tất cả vấp phạm vì thầy, riêng con sẽ không bao giờ vấp phạm. Chúa Giêsu đáp: Thầy bảo thật con, chính đêm nay trước khi gà gáy, con sẽ chối thầy 3 lần. Phêrô lại thưa: Dù có phải chết cùng thầy, con sẽ không chối thầy. Và tất cả các môn đệ cùng nói như vậy. Rồi Chúa Giêsu cùng đi với các ông đến một chỗ gọi là Gethsemane, và người bảo các môn đệ: Các con hãy ngồi đây để thầy đến đằng kia cầu nguyện. Đoạn Chúa đưa Phêrô và 2 người con ông Giê-bê-đê cùng đi. Người bắt đầu cảm thấy buồn bực và sầu não. Lúc ấy, người bảo các ông: Linh hồn thầy buồn sầu đến nỗi chết được. Các con hãy ở lại đây và thức với thầy. Tiến xa hơn một chút, người sấp mặt xuống, cầu nguyện và nói: Lạy cha, nếu được, xin cho con khỏi uống chén này, nhưng đừng như ý con muốn, một theo ý cha muốn. Người trở lại cùng các môn đệ
và thấy các ông đang ngủ, liền nói với Phêrô: Chẳng lẽ các con không thức cùng thầy được lấy một giờ ư? Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để khỏi lâm cơn cám dỗ, vì tinh thần thì lanh lẹ nhưng xác thịt thì yếu đuối. Rồi người lại đi cầu nguyện lần thứ hai mà rằng: Lạy cha, nếu chén này không thể qua đi được mà con phải uống, thì xin theo ý cha. Đoạn người trở lại và thấy các ông còn ngủ, vì mắt các ông nặng trĩu, người để mặc các ông và đi cầu nguyện lần thứ ba, vẫn lại những lời như trước. Sau đó, người trở lại với các môn đệ và bảo: Bây giờ các con hãy ngủ và nghỉ ngơi đi, nay sắp đến giờ con người sẽ bị nộp trong tay những kẻ tội lỗi. Các con hãy trỗi dậy, chúng ta hãy đi, nay kẻ nộp thầy đã tới gần. Người còn đang nói, thì đây, Giuđa, một trong nhóm 12, và cùng với y, có lũ đông mang gươm giáo gậy gộc, do các thượng tế và kỳ lão trong dân sai đến. Vậy tên nội công đã dặn họ ám hiệu này: Hễ tôi hồn người nào, thì đó chính là người, các ông hãy bắt lấy. Tức khắc, Giuđa tới gần Chúa Giêsu và nói: Chào thầy. Và nó hôn người, nhưng Chúa Giêsu bảo: Hỡi bạn, bạn đến đây làm chi? Lúc đó, chúng xông tới, tra tay bắt Chúa Giêsu. Ngay sau đó, một trong những người vẫn theo Chúa Giêsu giơ tay rút gươm và chém tên đầy tớ thầy thượng tế đứt một tay. Chúa Giêsu liền bảo: Con hãy xỏ gươm vào bao, vì tất cả những kẻ dùng gươm sẽ chết vì gươm. Nào con tưởng rằng thầy không thể xin cha thầy, và ngài sẽ tức khắc gửi đến hơn 12 cơ binh thiên thần sao? Mà như thế thì làm sao ứng nghiệm lời kinh thánh bảo, sự thế phải như vậy? Lúc đó, Chúa Giêsu nói cùng đám đông rằng: Các ngươi cầm gươm giáo gậy gộc đi bắt ta như bắt tên cướp ư? Hằng ngày ta ngồi trong đền thờ giữa các ngươi mà các ngươi không bắt ta. Nhưng tất cả sự đó xảy ra là để ứng nghiệm lời các tiên tri đã chép. Bấy giờ, các môn đệ bỏ người và chạy trốn hết. Những kẻ đã bắt Chúa Giêsu điệu người đến thầy thượng tế Cai-pha. Nơi đây, các luật sĩ và kỳ lão đã hội họp. Phêrô theo người xa xa, cho tới dinh thầy thượng tế. Rồi ông vào trong dinh ngồi cùng bọn đầy tớ, xem việc xảy ra thế nào. Vậy các thượng tế và tất cả công nghị tìm chứng gian cáo Chúa Giêsu để lên án xử tử người. Và họ đã không tìm được, mặc dù đã có một số đông chứng nhân ra mắt. Sau cùng, hai người làm chứng gian đến khai rằng: Người này đã nói, ta có thể phá đền thờ Thiên Chúa và xây cất lại trong 3 ngày. Bấy giờ, thầy thượng tế đứng lên nói: Ông không trả lời gì về các điều những người này đã cáo ông ư? Nhưng Chúa Giêsu làm thinh, nên thầy thượng tế bảo người: Nhân danh Thiên Chúa hằng sống, ta truyền cho ông hãy nói cho chúng ta biết, ông có phải là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa không? Chúa Giêsu trả lời: Ông đã nói đúng, nhưng ta nói thật với các ông, rồi đây các ông sẽ xem thấy Con Người ngự bên hữu Đấng toàn năng và sẽ đến trên đám mây. Bấy giờ, thầy thượng tế xé áo mình ra và nói: Nó đã nói lập ngôn, chúng ta còn cần gì đến nhân chứng nữa? Đây, các ngài vừa nghe lời lập ngôn, các ngài nghĩ sao? Họ đáp lại:
nó đáng chết. Bấy giờ, chúng nhổ vào mặt người, đấm đánh người, lại có kẻ tát vả người mà nói rằng: Hỡi Kitô, hãy bói xem, ai đánh ông đó? Còn Phêrô ngồi ở ngoài sân, một đầy tớ gái lại gần và nói: Ông nữa, ông cũng đã theo Giê-xu người xứ Galilea. Nhưng ông chối trước mặt mọi người rằng: Tôi không hiểu chị muốn nói gì. Khi ông lui ra đến cổng, một đầy tớ gái khác thấy ông liền nói với những người ở đó: Ông này cũng theo Giê-xu người Nazareth. Ông thề và chối rằng: Tôi không biết người ấy. Một lúc sau, mấy người đứng đó lại gần mà nói với Phêrô rằng: Đúng rồi, ngươi cũng thuộc bọn ấy, vì chính giọng nói của ngươi tiết lộ tông tích ngươi. Bấy giờ ông rủa mà thề rằng ông không hề biết người ấy. Tức thì gà gáy, Phêrô nhớ lại lời Chúa Giê-xu đã nói: Trước khi gà gáy, con sẽ chối ta ba lần. Và ông ra ngoài khóc lóc thảm thiết. Trời vừa sáng, các thượng tế và kỳ lão trong dân hội họp bày mưu giết Chúa Giê-xu. Họ trói người và điệu đi nộp cho tổng trấn phong Siêu Phi-la-tô. Bấy giờ, Giu-đa, kẻ nộp người, thấy người bị kết án thì hối hận, đem 30 đồng bạc trả lại cho các thượng tế và kỳ lão, mà nói rằng: Tôi đã phạm tội vì nộp máu người công chính. Nhưng họ trả lời: Can chi đến chúng tôi, mà kệ anh. Anh ta ném những đồng bạc đó vào trong đền thờ và ra đi thắt cổ. Các thượng tế lượm lấy bạc đó và nói: Không nên để bạc này vào kho vì là giá máu. Sau khi bàn bạc, họ lấy tiền đó mua thửa ruộng của người thợ gốm, làm nơi chôn cất những người ngoại kiều. Bởi thế, ruộng ấy cho đến ngày nay được gọi là Hasedama, nghĩa là ruộng máu. Như vậy là ứng nghiệm lời tiên tri Jeremia nói: Chúng đã lấy 30 đồng bạc, là giá do con cái Israel đã mặc cả mà bán đấng cao trọng, và họ mang tiền đó mua ruộng của người thợ gốm, như lời Chúa đã truyền cho tôi. Vậy Chúa Giê-xu đứng trước quan tổng trấn và quan hỏi người rằng: Ông có phải là vua dân Do Thái không? Chúa Giê-xu đáp: Ông nói đúng. Nhưng khi các thượng tế và kỳ lão tố cáo người, thì người không trả lời chi cả. Bấy giờ Phi-la-tô bảo người: Ông không nghe thấy tất cả điều họ tố cáo ông sao? Chúa Giê-xu cũng không đáp lại về một điều nào, khiến quan tổng trấn hết sức ngạc nhiên. Vào mỗi dịp lễ trọng, quan tổng trấn có thói quen phóng thích cho dân một người tù, tùy ý họ xin. Lúc ấy, có một phạm nhân nổi tiếng tên là Baraba. Vậy Phi-la-tô nói với dân chúng đã tụ tập lại đó rằng: Các ngươi muốn ta phóng thích ai? Baraba hay Giê-xu, mà người ta vẫn gọi là Kitô? Quan biết rõ, chỉ vì ghen ghét mà chúng đã nộp người. Vậy trong khi quan ngồi xét xử, bà vợ sai người nói cùng quan rằng: Xin ông đừng can thiệp gì đến vụ người công chính ấy, vì hôm nay trong một giấc chiêm bao, tôi đã phải đau khổ rất nhiều vì người ấy. Nhưng các thượng tế và kỳ lão xúi giục dân xin tha Baraba và giết Chúa Giê-xu. Quan lại lên tiếng hỏi họ: Trong hai người đó, các ngươi muốn ta phóng thích ai? Họ thưa: Baraba. Phi-la-tô hỏi: Vậy đối với Giê-xu gọi là Kitô, ta phải làm gì? Họ đồng thanh đáp:
đóng đinh nó đi. Quan lại hỏi, nhưng người này đã làm gì nên tội? Chúng càng la to, đóng đinh nó đi. Bấy giờ, Phi-la-tô thấy mất công, lại thêm náo động, nên ông lấy nước rửa tay trước mặt dân chúng và nói, ta vô can về máu người công chính này, mặc kệ các ngươi. Toàn dân đáp, hãy để cho máu nó đổ trên chúng tôi và trên con cái chúng tôi. Bấy giờ, quan phóng thích Ba-ra-ba cho họ, còn Chúa Giê-xu thì trao cho họ đánh đòn, rồi đem đi đóng đinh vào thập giá. Bấy giờ lính tổng trấn liền điệu Chúa Giê-xu vào trong công đường và tập họp cả cơ đội lại chung quanh người. Họ lột áo người ra, khoác cho người một áo choàng đỏ, rồi quấn một vòng gai đặt lên đầu người và trao vào tay mặt người một cây sậy. Họ quỳ gối trước mặt người mà nhạo báng rằng, tâu vua dân Do Thái. Đoạn họ khạc nhổ vào người và lấy cây sậy đập trên đầu người. Khi đã chế nhạo người xong, họ lột áo choàng đỏ ra, mặc y phục cũ lại cho người và điệu người đi đóng đinh và thập giá. Lúc đi ra, họ gặp một người thành Cyrene tên là Simon, liền bắt ông vác đỡ thánh giá cho người. Họ đi đến một nơi gọi là Golgotha, nghĩa là núi sọ. Họ cho người uống rượu hòa với mật đắng. Người chỉ nếm qua nhưng không muốn uống. Khi đã đóng đinh người trên thập giá rồi, họ rút thăm chia nhau áo người để ứng nghiệm lời tiên tri rằng, chúng đã chia nhau áo ta, còn áo ngoài của ta, chúng đã bắt thăm. Rồi họ ngồi lại canh người, họ cũng đặt trên đầu người bản án viết như sau. Người này là Giê-xu, vua dân Do Thái. Lúc ấy, cùng với người, họ đóng đinh hai tên trộm cướp, một tên bên hữu, một tên bên tả. Những người đi ngang qua, lắc đầu chế giễu người và nói, kia, ngươi là kẻ phá đền thờ và xây cất lại trong 3 ngày. Hãy tự cứu mình đi. Nếu là con Thiên Chúa, thì hãy xuống khỏi thập giá đi. Các thượng tế cùng luật sĩ và kỳ lão cũng chế nhạo người rằng, nó đã cứu được kẻ khác mà không cứu nổi chính mình. Nếu nó là vua dân Do Thái, thì bây giờ hãy xuống khỏi thập giá đi, để chúng ta sẽ tin nó. Nó đã trông cậy Thiên Chúa. Nếu Ngài thương nó, thì bây giờ Ngài hãy cứu nó. Vì nó nói, ta là con Thiên Chúa. Cả những tên cướp bị đóng đinh trên thập giá với người, cũng nhục mạ người như thế. Từ giờ thứ 6 đến giờ thứ 9, khắp cả xứ đều tối tăm mù mịt. Vào khoảng giờ thứ 9, thì Chúa Giê-xu kêu lớn tiếng, Eli, Eli, lama sabachthani, nghĩa là, lạy Chúa tôi, lạy Chúa tôi, sao Chúa bỏ tôi? Có mấy người đứng đó nghe vậy nói rằng, nó gọi tiên tri Elia. Lập tức, một người trong bọn chạy đi lấy một miếng bọt biển, nhúng đầy giấm và cuốn vào đầu cây sậy và đưa lên cho người uống. Nhưng có kẻ lại bảo, hãy chờ xem Elia có đến cứu nó không? Đoạn Chúa Giê-xu lại kêu lên lớn tiếng và chút hơi thở. Bỗng nhiên, màn đền thờ xé ra làm đôi từ trên xuống dưới. Đất chuyển động, đá nứt ra, các mồ mả mở tung, và xác của nhiều vị thánh đã qua đời được sống lại. Và sau khi Chúa sống lại, họ ra khỏi mồ, vào thành thánh, và hiện ra cùng nhiều người.
Còn viên sĩ quan và những kẻ cùng ông canh giữ Chúa Giêsu thấy đất chuyển động và các sự xảy ra thì thất kinh sợ hãi và nói: Đúng, người này là con Thiên Chúa. Ở đó cũng có nhiều phụ nữ đứng xa xa. Họ là những người đã theo giúp Chúa Giêsu từ xứ Galilea. Trong số đó có Maria Magdalena, Maria mẹ của Giacôbê và Giuse, và mẹ các người con của Zebedê. Tới chiều, có một người giàu sang, quê ở Arimathea, tên là Giuse, cũng đã là môn đệ Chúa Giêsu. Ông đi gặp Phi-la-tô và xin xác Chúa Giêsu. Bấy giờ, Phi-la-tô truyền giao xác cho ông. Vậy ông Giuse lấy xác, liệm trong một khăn sạch và đặt trong mộ mà ông đã cho đục trong đá. Rồi ông lăn một tảng đá lớn lấp cửa mộ lại và ra về. Còn Maria Magdalena và bà Maria kia cùng ngồi đó nhìn vào mộ. Hôm sau, tức là sau ngày chuẩn bị mừng lễ, các thượng tế và biệt phái đến dinh Phi-la-tô trình rằng: Thưa ngài, chúng tôi nhớ lúc sinh thời tên bịp bợm ấy có nói: Sau 3 ngày ta sẽ sống lại. Vậy xin ngài truyền lệnh cho canh mộ đến ngày thứ 3, kẻo môn đệ nó lấy trộm xác rồi phao tin đồn với dân chúng rằng người đã từ cõi chết sống lại, và như thế sự gian dối này lại còn tai hại hơn chứ. Phi-la-tô trả lời: Các ông đã có lính canh thì cứ đi mà canh như ý. Họ liền đi và đóng ấn niêm phong tảng đá và cắt lính canh giữ mộ. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngài khen Chúa. Thưa anh chị em, nếu để mời gọi chúng ta theo một tấm gương nào thì qua bài Thương Khó, tôi nói với anh chị em về tấm gương của Thánh Phêrô. Hôm nay bài tin mừng dài là một bài tin mừng dài nhất trong mọi bài tin mừng của các ngày lễ trong năm phụng vụ bài Thương Khó mà chúng ta vừa nghe. Có nhiều khuôn mặt, có nhiều tấm gương, nhưng cũng có nhiều những kẻ mà đáng chê trách để chúng ta phải tránh xa cái thói mà những kẻ ấy đã gây ra, đã hành xử. Nhưng đối với Thánh Phêrô thì chúng ta cần học tập nơi ngài một tình yêu. Ngài luôn luôn dành cho Chúa một lòng yêu thương. Dẫu khi ngài có phạm tội, dẫu khi ngài có bị sa ngã, tất cả vì tình thương dành cho thầy mình. Thánh Phêrô một mình ngài trong khi những anh em tông đồ bỏ Chúa Giêsu chạy hết. Nếu lúc đó mà Thánh Phêrô bỏ chạy cùng với anh em mình thì chắc là ngài đã đâu có việc chối Chúa trước mặt những người đầy tớ của các thượng tế. Nhưng vì thương Chúa, vì lòng yêu thương, vì sự cảm thông và tất cả những nỗi lo lắng, dù không làm gì được cho Chúa, thì ngài vẫn đi bên cạnh, vẫn lẻo đẻo đi theo, vẫn muốn quan sát xem người ta làm gì thầy mình. Nhưng tính con người yếu đuối, và cho đến khi phạm tội, ngài cũng không nghĩ rằng ngài đang phạm tội. Thánh Phêrô chỉ bật nhớ ra mình đã chối thầy sau khi tiếng gà gáy như một sự nhắc nhở. Lúc bấy giờ thánh nhân mới thấy mình yếu đuối, mới thấy mình đã bất toàn, vừa mới chối thầy không phải một mà là 3 lần trong chỉ vài giây phút. Nhưng thưa anh chị em, vẫn là một tình thương, Thánh Phêrô vẫn thương Chúa Giêsu, ngay cả hành động rút gươm
chém vào tay của một đầy tớ cũng là tình thương. Nghĩ rằng mình bênh vực thầy, nghĩ rằng mình có thể bảo vệ thầy, nghĩ rằng mình phải làm gì đó để chở che cho thầy. Thưa anh chị em, tình thương là điều quan trọng. Nếu không có tình yêu thương, chúng ta không làm được bất cứ điều gì. Nếu không có tình yêu thương, tôi và anh chị em sẽ sống mà đầy những xảo trá, đầy những gian trá, đầy những bề mặt, nhưng không có lòng, không hề có cái tâm dành cho nhau. Biết bao nhiêu những người ở ngoài kia, hằng ngày họ chào nhau, gặp nhau họ bắt tay, gặp nhau họ cười nói, nhưng để che giấu những thủ đoạn, để che giấu những cách hành xử mà ở đó sẽ quay ra sát hại nhau, hay không ít ra thì cũng là quay ra để chống đối nhau, để tố cáo nhau, một cách âm thầm hạ bệ nhau. Thiếu gì ở bên ngoài kia? Chúng ta là những người Công giáo, là những người bước theo Chúa Kitô, là những người bước theo với cả một tấm lòng, và hơn cả một tấm lòng, chúng ta là đồ đệ của Chúa Kitô, chúng ta là những tông đồ mới của Chúa hôm nay. Học cách mà Thánh Phêrô đã học, mà Thánh Phêrô đã thể hiện, đó chính là lòng yêu mến dành cho Chúa. Lòng yêu thương này sẽ làm cho chúng ta bước đi những thói hư tật xấu. Lòng yêu thương này, nếu anh chị em và tôi đã có vấp ngã, đã có sai sót, đã có tội lỗi, thì nó cũng sẽ làm cho chúng ta đứng dậy trở về với Chúa. Ông bà ta hay có câu là ngã chỗ nào đứng lên chỗ ấy. Thật là vậy. Anh em chúng ta đã có những lần xúc phạm đến Chúa Giêsu, xúc phạm đến Thiên Chúa của mình, xúc phạm đến lề luật, đến lời dạy, và biết bao nhiêu lần trong cuộc sống chúng ta đã để cho cuộc sống trước mắt nó diễn ra mà mình quên mất, quên khuấy đi ơn của Chúa, lời của Chúa, giáo huấn của Chúa. Nhưng thưa anh chị em, chúng ta có sa ngã, chúng ta có phạm tội, thì hãy cố mà giữ lại trong lòng mình, trong tâm mình, lòng mến dành cho Chúa của mình. Nó là cơ hội duy nhất để kéo chúng ta trở về, để cho chúng ta đứng lên. Cứ phạm tội ở đâu, ngay lập tức trả lại cho Chúa sự công chính, tình thương, để chúng ta hoàn lại tội lỗi cho thế gian, trở về với Chúa ngay lập tức. Tòa giải tội vẫn là nơi cần thiết để chúng ta giải quyết tình trạng tâm hồn của mình. Và chúng ta hãy giống như Thánh Phêrô, sau những lần sa ngã thì lại là những lần càng yêu mến Chúa nhiều hơn, càng thấm cái tình yêu mà Thầy dành cho mình hơn. Thầy đã không trách mắng mình, Thầy đã không bỏ rơi mình, Thầy đã không chối từ mình. Mình đã ngã gục như vậy, nhưng Thầy đã tìm cách nâng mình lên, để rồi chúng ta quyết tâm giống như Thánh Phêrô. Trên con đường truyền giáo, Ngài đã băng mình rao truyền danh Chúa, Ngài đã để cho danh Chúa Giêsu Kitô lớn mạnh trong lời rao giảng, trong đời sống rao giảng, để làm tông đồ tiếp tục của Chúa. Và cuối cùng Thánh Phêrô với tình thương ấy đã hiến dâng mạng sống của mình vì Chúa Kitô, vì danh mà Ngài đã trung thành rao giảng. Hãy để tình thương của Chúa tồn tại trong lòng chúng ta, hãy đáp lại tình thương của Chúa bằng chính tình thương của chúng ta, bằng chính lòng mến của chúng ta. Anh chị em có phạm tội gì đi nữa, với tình thương ấy, chúng ta hãy hoàn lại cho thế gian tội lỗi của nó, để chúng ta đứng lên trở về với Chúa lập tức. Chúng ta hãy ăn năn hối lỗi, nhất là những ngày của tuần thánh này, càng là những ngày mình phải nhìn vào tận trong tâm hồn, tận trong sâu lắng của đời mình. Ít có ai biết được, chính bản thân mỗi người tự biết chính mình. Chứ bên ngoài, người ta nhìn vào chúng ta, người ta có thể đánh giá chúng ta là tốt, là xấu, là đạo đức, là không đạo đức. Nhưng đó là cách đánh giá hời hợt của những người nhìn ngoài vào. Chỉ có ta mới biết lòng mình, ta mới biết trái tim mình, ta mới biết tâm hồn mình, để ta đứng lên và làm lại những gì chúng ta cần phải làm,
để cho ta sống một tuần thánh, và sau tuần thánh này khởi phục sinh cùng với Chúa trong ơn khải hoàn phục sinh mà Chúa đã đi bước trước. Chúa đã phục sinh thì chúng ta cũng phải phục sinh, thưa anh chị em, ở lại trong tình yêu của Chúa và đáp lại tình yêu của Chúa bằng chính tình yêu của chúng ta. Đó là điều cần thiết. Bài học của Thánh Phêrô là một bài học lớn dạy chúng ta, nếu Ngài có lỗi thì ta cũng đã có tội. Nhưng điều quan trọng, Ngài đã có lòng yêu Chúa, ta có lòng yêu Chúa không? Đó là điều mà chúng ta cần phải học, cần phải tiếp tục, cần phải bước tới, cần phải nhìn vào Thánh Phêrô để trả lại bài học yêu thương cho Thiên Chúa của mình. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em luôn bình an trong ơn Chúa và trong tình yêu của Chúa. Tạ ơn Chúa.